chào quý vị tôi là quang huy rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong điểm tin quốc tế mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày cùng fbnc Sau khi phát triển hạm đội hải quân có số lượng tàu chiến lớn nhất thế giới, Bắc Kinh đang tiến hành triển khai các tàu này để áp sát thăm dò các vùng biển quan trọng nhất toàn cầu. Đáng nói không chỉ có các vùng biển lân cận chịu sức ép từ hành động bành trướng, mà các vùng biển tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản và Mỹ cũng có sự xuất hiện của tàu chiến Trung Quốc. Mặt khác, Mỹ và đồng minh cũng không thể bỏ qua cơ hội nào để khẳng định quyền tự do hàng hải ở các khu vực mà Bắc Kinh áp đặt yêu sách phi lý. Vừa qua, Hải quân Hoàng Gia Anh hôm 27 tháng 9 thông báo trên Twitter, tàu khinh hạm HMS Richmond Tip 23 đã tuần hành quay biển Đài Loan để ra biển Đông. Chiến hạm này thuộc vào nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, vừa có khoảng thời gian bận rộn hợp tác với các đồng minh và đối tác ở biển Hoa Đông đáp lại trung quốc chỉ trích anh có ý định xấu xa và làm tổn hại đến hòa bình và ổn định ở eo biển tờ people daily dẫn lời bộ chỉ huy chiến khu miền đông của trung quốc cho hay bắc kinh nhấn mạnh lực lượng không quân và hải quân của trung quốc đã được lệnh theo dõi và cảnh báo tàu HMS richmond theo sau china morning post đây là lần đầu tiên hải quân hoàng gia anh thông báo công khai về việc điều tàu chiến đi qua eo biển đài loan bình luận về động thái hiếm có của anh cựu giảng viên tại học viện hải quân đài loan lu lisi nói rằng so với mỹ và nhật quan hệ giữa anh và đài loan là chưa gắn kết bằng Do vậy, việc điều tàu HMS Richmond vượt qua eo biển Đài Loan càng trở nên quan trọng hơn. Việc này nhằm thể hiện cam kết chính trị của London đối với chính sách Đài Loan của Mỹ, cũng như nhằm làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của eo biển Đài Loan trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington, cụ giảng viên này cho biết. Trước đó, vào ngày 24 tháng 9, Hải quân Mỹ cũng thông báo nhóm tấn công tàu sân bay Ronald Reagan đã đi vào Biển Đông và tiến hành các hoạt động diễn tập. Như vậy, hiện Mỹ và đồng minh có 3 tàu sân bay đang có mặt cùng lúc tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Ngoài USS Ronald Reagan đang ở Biển Đông, Mỹ còn có USS Carl Vinson đang trên biển Philippines và HMS Queen Elizabeth của Anh. Theo báo Stars and Stripes, Trước sự xuất hiện ngày càng dày đặc của tàu chiến phương Tây, Trung Quốc vừa qua đã lên tiếng nhắc nhở tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Khu vực châu Á Thái Bình Dương không cần thiết phải thiết lập một khối quân sự mới, cũng không nên gây ra sự đối đầu giữa các cường quốc, càng không nên tham gia vào một nhóm nhỏ cổ suý chiến tranh lạnh mới. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc điện đàm hôm 27 tháng 9 ngoài ra ông vương còn khẳng định khu vực châu á thái bình dương là nơi để trung quốc ổn định thế nhưng một số nước nato liên tục cử tàu chiến máy bay quân sự hoạt động ở các khu vực xung quanh trung quốc nato nên tuân thủ vị trí địa lý của mình và ngừng mở rộng sang khu vực châu á thái bình dương ngoại trưởng trung quốc nhấn mạnh cùng với những lời răng đe ngày càng đanh thép chính quyền bắc kinh còn không ngừng phát triển các loại siêu vũ khí để khiến các đối thủ phải e dè theo tờ South China Morning Post ngày 26 tháng 9, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thiết bị Phóng Trung Quốc đang nghiên cứu một loại vũ khí xung điện từ bộ siêu thanh, với tầm bắn lên đến 3.000 km, tương đương khoảng cách từ bờ biển Trung Quốc đến đảo Guam của Mỹ. Vũ khí này sẽ sản sinh ra nguồn xung điện từ cực mạnh có thể phá hủy hệ thống điện và liên lạc của đối phương. Khác với tên lửa đạn đạo, nó có thể bay trong khí quyển trái đất và sử dụng công nghệ tàng hình tránh bị radar trên mặt đất phát hiện. Đó cũng chính là ưu điểm lớn của loại vũ khí này. Mặc dù loại siêu vũ khí vẫn chỉ là một dự án, tuy nhiên, các nhà khoa học tin tưởng rằng trong tương lai, nó sẽ đóng vai trò then chốt trong các hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm nóng cùng FBNC, tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm nay là 28 tháng 9, nhưng Trung Quốc đã 24 lần điều máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Lần gần đây nhất là vào Hôm qua, 27 tháng 9, với 6 chiến đấu cơ từ Trung Quốc, bao gồm các tiêm kích máy bay chống ngầm và máy bay tác chiến điện tử. Đài Loan vừa qua cũng đã tiếp tục lên phương án mua 5 chiếc trực thăng Black Hawk diều hâu đen, đây là loại trực thăng có thiết kế đặc biệt được trang bị bộ thu cảnh báo radar cũng như là hệ thống cảm biến hồng ngoại giúp phát hiện và ngăn chặn hỏa lực từ kẻ địch. Cũng chính nhờ điều này mà diều hâu đen có thể hoạt động tốt vào ban đêm, giúp cải thiện an toàn bay không chỉ chạy đua khí tài quân đội đài loan còn tích cực bổ sung quân lực cơ quan phòng vệ đài loan mới đây cũng đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục phân công những đợt lính nghĩa vụ cho các đơn vị giả chiến nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ mới bắt đầu từ tháng này các binh sĩ sẽ được điều chuyển đến nhiều địa phương khác nhau ở đài loan và các đảo xa xôi sau năm tuần huấn luyện cơ bản trong khi đó, bên kia eo biển, không quân Trung Quốc vừa qua đã giới thiệu về một ác chủ bài trên không đặc biệt đó chính là máy bay chiến đấu J-20 tiên tiến nhất. Theo truyền thông, một chiếc J-20 đã thực hiện một chuyến bay diễn tập tại địa điểm triển lãm hàng không vào cuối tuần qua. Đây chính là buổi triển lãm rất được mong đợi tại Bắc Kinh, nhưng đã bị trì hoãn suốt một năm vì dịch bệnh. Mới đây thì người phát ngôn nhà trắng Jen Psaki cho biết rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến vụ bà Mạnh Vãn Chu trong cuộc điện đàm hồi đầu tháng với tổng thống Joe Biden, mà các ông Biden cũng đã đề cập đến vụ hai công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Bà Psaki nói thỏa thuận cho phép thả bà Mạnh là một vấn đề pháp lý và điều đó không có nghĩa là Mỹ bất lo ngại về những hành vi của Trung Quốc. Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ Trung Bắc Kinh vừa qua đã phản đối mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đơn phương của Washington áp đặt lên Nga. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh còn nói thêm rằng Mỹ nên cố gắng giải quyết những khác biệt với Moscow thông qua đối thoại công bằng. Và cũng là một thông tin khác liên quan đến Nga, nước này vừa khởi động cuộc tập trận hoành tráng với sự tham gia của đơn vị tên lửa Tagil ở khu vực Stevlof. Theo đó thì có tổng cộng sẽ là hơn 3.000 quân nhân và khoảng 300 khí tài được triển khai trong cuộc tập trận này. Mà các thị điện Kremlin mới đây cũng đã nhấn mạnh việc NATO mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine là vượt qua lằn ranh đỏ đối với Tổng thống Vladimir Putin. Bên cạnh đó, Belarus cáo buộc Mỹ thành lập những trung tâm huấn luyện ở Ukraine nhằm biến chúng thành các căn cứ quân sự. Theo Reuters, Nga và Belarus khẳng định sẽ hành động để bảo vệ chủ quyền của hai nước. Thưa quý vị, hai tiêm kích Serbia đã bay trên vùng biên giới ở phía bắc Kosovo vào hôm 26 tháng 9 sau khi căng thẳng leo thang giữa người Serb với chính quyền Kosovo về yêu cầu biển số xe. Cùng lúc đó, thì quân đội NATO cũng đã điều xe thiết giáp tăng cường tuần hành ở Kosovo vào hôm qua, 27 tháng 9. Một số tin nóng khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cũng đã bị một người ném trứng tại một hội chợ ẩm thực ở Lyon của Pháp. Cảnh sát cho biết nghi phạm là một nam sinh 19 tuổi vừa ném trứng vừa la hét cách mạng muôn năm. Người này đã bị bắt tạm giam vì tội hành hung người có chức vụ. Trong một diễn biến khác, ngay trước khi đặc phái viên Song Kim đưa ra bình luận trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo không xác định về phía biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Trước đó vào ngày 15 tháng 9, Triều Tiên cũng đã thử nghiệm một hệ thống tên lửa đường sắt mới. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của các nhà thiên văn Trung Quốc có đến 1 triệu tiểu hành tinh đang lên đường tới trái đất trong hơn một thế kỷ tới. Mặc dù nguy cơ xảy ra va chạm là thấp, tuy nhiên mỗi tiểu hành tinh thì vẫn có một động năng lớn hơn so với một quả bom nguyên tử và khoa học còn chưa hiểu rõ về lai lịch hay là đường bay của chúng. Chính phủ Nhật mới đây cũng đã thông báo họ sẽ nới lỏng các quy định kiểm dịch và cách ly vào tháng 10 tới đối với những du khách đã được tiêm phòng, ngoại trừ những người đến từ chính quốc gia nơi xác định có biến thể MU hành hành. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 27 tháng 9 đã tiêm một vắc xin thứ ba tăng cường. Ông khuyến khích người Mỹ tiếp tục đi tiêm để chống lại loại virus đã giết chết 688.000 bệnh nhân ở quốc gia này, cũng như cho phép một số người được tiêm liều thứ ba để được bảo vệ lâu hơn. Cũng tại Mỹ, các bệnh viện ở New York đã và đang chuẩn bị sa thải hàng nghìn nhân viên y tế vì không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Hậu quả là một số bệnh viện địa phương đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực. Ca sĩ người Mỹ R. Kelly đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội hôm thứ hai trong phiên tòa xét xử tội lạm dụng tình dục, các công tố viên cáo buộc tội nam ca sĩ lợi dụng hào quang của anh ta để dụ dỗ phụ nữ và trẻ em gái bị thành niên. R. Kelly bị kết án cả chính tội danh và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất bị hạ bệ trong kỷ nguyên của phong trào Me Too. Trong một thông tin đáng chú ý khác, có tới 90% các trạm nhiên liệu của Anh đã cạn kiệt tại các thành phố lớn tính đến thứ hai 27 tháng 9. Hiện nay, thì tình trạng mua bán hoảng loạn của người dân đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. Nguyên nhân một phần là do thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng tài xế xe tải vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bây giờ sẽ là một số thông tin về kinh tế nổi bật. Theo Forbes thì tại Singapore, công ty khởi nghiệp chuyên về giao hàng là Ninja Van đã huy động được 578 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series E. Theo một nguồn tin thân cận vòng gọi vốn mới nhất này sẽ giúp nâng giá trị thị trường của Ninja Van lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Reuters, hãng sản xuất ô tô Ford của Mỹ và đối tác chuyên sản xuất pin xe điện SK Innovation mới đây thông báo sẽ đầu tư 11,4 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy lắp ráp xe hơi chạy điện và ba nhà máy pin tại Mỹ. Ford cho biết thêm rằng đến năm 2030, 40% đến 50% số lượng xe của hãng trên toàn cầu sẽ là xe chạy hoàn toàn bằng điện vừa qua phó chủ tịch ủy ban châu Âu Vaniz Dombrovskis cũng đã cho biết rằng Mỹ cần hợp tác với EU để cải tổ tổ chức thương mại quốc tế WTO và theo đó thì ông Zambrowski cũng đã nhấn mạnh các nước thành viên cần cải tổ WTO chứ không phải phá hủy tổ chức đặc phương này. Tại Mỹ mới đây, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cũng đã nâng dự báo giá dầu Brent lên 90 đô la Mỹ một thùng vào cuối năm nay, nguyên nhân là do nhu cầu nhiên liệu phục hồi nhanh hơn sau thiên tai và đại dịch. Tuần trước giá dầu Brent đã đạt mức cao nhất gần 3 năm, cụ thể là được giao dịch quanh mức 79 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, từ khóa trong ngày được tìm kiếm nhiều nhất với hơn 10 triệu lượt đó chính là Google. Tập đoàn công nghệ của Mỹ vừa qua đã chỉ trích Ủy ban châu Âu vì đưa ra án phạt đối với Google là 4,34 tỷ euro, khoảng 5 tỷ đô la Mỹ vì hành vi độc quyền, nhưng đã phớt lờ Apple. Cụ thể, thì hồi năm 2018, cơ quan châu Âu cho rằng bởi vì hệ điều hành Android luôn được cài mặc định các ứng dụng là Google Play, Google Search, YouTube, do đó mà điều này vừa hạn chế trải nghiệm người dùng, vừa chèn ép các dịch vụ nhỏ hơn. Tuy nhiên, thì theo... Medit Big Four luật sư của google cho biết rằng ủy ban châu âu đã bỏ quên apple về việc và việc xác định thị trường của Apple quá hẹp là không đúng. Luật sư nói rằng Apple cũng có những ràng buộc riêng và cũng áp đặt các đối thủ. Đáp lại lời phản biện này, thủ luật sư Nicholas Khan của Ủy ban châu Âu nhận định thị phần của iOS quá nhỏ so với Android, vì thế Apple không có vai trò gì trong vụ kiện này. Theo ông, do hai hãng theo đuổi các mô hình kinh doanh khác nhau, nên việc đưa Apple vào cuộc chiến cũng không thay đổi được kết cục gì. Luật sư Khan còn nhấn mạnh rằng sự thống trị của Google là rào cản lớn đối với các đối thủ. Được biết phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào năm sau. Đây là vụ kiện quan trọng nhất trong ba vụ kiện của Liên minh châu Âu chống lại Google liên quan tới Android. Trong một thập kỷ vừa qua, Google cũng đã phải trả hơn 8 tỷ euro tiền phạt chống độc quyền cho EU. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và ở đoạn cuối chương trình ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi khám phá về một mô hình kinh doanh với tên gọi khách sạn ông ở quốc gia châu Âu Croatia. bạn sẽ làm sao nếu muốn nuôi ong lấy mật nhưng không có thời gian hay không gian chăm sóc chúng một gia đình ở đông bắc croatia vừa qua đã nảy ra ý tưởng kinh doanh khách sạn ong dựa trên nhu cầu này Ông Romagoy Balia, một nông dân đến từ thị trấn Garesnica cho biết, trước đây nhiều người đến mua mật ong thường thắc mắc liệu mật của họ có phải được nuôi ở nhà hay không. Từ đó, vợ chồng ông bắt đầu nghĩ đến mô hình khách sạn ong. Khách hàng có thể chọn mua tổ ong từ khách sạn với hợp đồng 3 năm trị giá 2.500 kuna, tương đương 391,32 đô la Mỹ. Sau đó, khách hàng sẽ được hưởng 50% sản lượng mật ong. Ông Balia cho biết vào thời điểm thuận lợi, một tổ ong có thể cho sản lượng khoảng 30 kg mật mỗi năm. Theo Reuters, hiện trang trại của ông Balia có 25 khách hàng cùng sở hữu các đàn ông, trong đó có khách hàng ở nước ngoài. Mục tiêu của ông là có khoảng 40 khách hàng trong tương lai, mang lại nguồn lợi đáng kể cho gia đình ông. Thông tin về khách sạn ông vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ tối ngày mai trên các nền tảng của FBNC.